Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ 23 bước sang ngày làm việc thứ 3 và bế mạc. Tới dự có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo thuộc các cơ quan trung ương là con em quê hương Kim Động, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Trong phiên họp buổi sáng, Đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa 23, trong đó bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí và bầu chức danh Bí thư Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Hùng Nam, bầu 23 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 đã ra mắt đại hội, 100% đại biểu nhất trí với nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23. Trong đó, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.100 tỷ đồng, giá trị thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 235 triệu đồng. 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị xã hội cơ sở đạt mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, kết nạp được 100 đảng viên mới trên năm.